Tờ giấy phép đẫm máu Tác giả Nguyễn Trọng Hoàng Khóa 21 Võ bị quốc gia Việt Nam Bài viết nhân ngày tử trận của một thám sát viên biệt danh là Năm Gà Mổ Giữa năm 1972, tiểu đoàn 2 trung đoàn 46 thuộc sư đoàn 25 được trật thăng vận xuống Đông Nam Công Pông Pê Cân tiểu đoàn tôi được hai tiểu đoàn biệt động quân hành quân ở phía bắc pekan để yểm trợ an ninh phía bắc tiểu đoàn tiến về kompong sang với một hồi chánh viên cao cấp của việt cộng dẫn lối sau hơn hai ngày đụng độ với bộ đội trú phòng chúng tôi chiếm được căn cứ hậu cần vĩ đại này trên đường rút quân về biên giới tây ninh đơn vị tôi lại chạm địch khi hay tin tôi bị thương tướng tư lệnh lê văn tư đã xà ngay xuống bóc tôi chở thẳng về bệnh viện cộng hòa tôi trị thương ở đấy chưa đầy một tháng trưa hôm ấy đang nằm mơ mơ màng màng bỗng có tiếng lay gọi thiếu tá có đại tá trung đoàn trưởng tới thăm ông này tôi mở mắt nheo nheo nhìn dáng người to lớn của đại tá châu văn liêm chào đại tá sao ông đến thăm tôi lại nay nịch cung tên như thế này. Đại tá Liêm cười, cái cười của người hay uống rượu hình như khác với những người bình thường thì phải. Mình vừa về quân đoàn ba họp, ghé thăm toa một chút, bây giờ phải về trảng lớn. Ông Tướng Minh chỉ đích danh tiểu đoàn cậu lên tăng phái cho sư đoàn 18 để giải tỏa quốc lộ 13. Tiểu đoàn cậu thì được, nhưng thằng Vũ thì hơi yếu. Tôi nhắm mắt lại, thì ra bố này chẳng tử tế gì, chẳng phải đi ủy lạo gì mình cả, mà lại muốn cân hồ gì mình đây. Thấy tôi vẫn nhắm mắt, ông đại tá có giọng chán chường. Thôi, tôi nằm nghỉ đi, moa phải về gấp để chuẩn bị cho nó lên đường. Tôi mới nghe đài BBC tường thuật về trận chiến An Lộc. Cộng quân thất bại trong việc chiếm thành phố này nên chúng xua một trung đoàn tinh nhuệ kéo thọc xuống phía nam, đóng chốt một tuyến dài quốc lộ từ Tân Khai chạy xuống tận suối Tàu Ô. Tiểu đoàn tôi sẽ làm nhiệm vụ khó khăn ấy sao? Bổ gan dạ lanh trí nhưng không mấy quả quyết. Từ khi Hà bỏ anh đi lấy chồng, anh thường say nhiều hơn tỉnh. Rồi tiểu đoàn tôi, những người lính của tôi sẽ ra sao? Rồi tính hiếu thắng của tuổi trẻ thôi thúc. Đại tá chờ tôi, tôi phải về mới được. Chiếc xếp chở tôi chạy theo xe của đại tá Liêm lao phung vút về căn cứ trảng lớn. Đến những ổ gà, tài xế cho xe chạy thật chậm. Anh biết vết thương nơi mắt của tôi còn đang chảy máu. Xe vào doanh trại tiểu đoàn, đúng vào lúc Bủ đang cho tập hợp cả tiểu đoàn lại để cho từng đại đội kiểm tra quân trang, quân dụng của binh sĩ mình trước khi hành quân. Thấy tôi bước xuống xe, tất cả tiểu đoàn đều đứng bật dậy cái đau trong con mắt bị thương như nhẹ bỏng bởi những tiếng reo mừng la ó đang vượt ra khỏi quân kỷ thường nhật bổ có lẽ là vui mừng hơn cả anh dẫn tôi đi đến từng đại đội đến toán thám báo tiểu đoàn thấy có đại úy ẩn trưởng ban hai mặc phần phần quét nhảy cho cao vào hai tay đưa súng thẳng lên khỏi đầu xem nào cứ chứng nào tật ấy lần nào cũng dễ phép thấy tôi đến, ẩn đứng nghiêm chào. Tôi nhận ra người bị phạt là Hạ Sĩ Năm, đồng đội gọi anh ta là Năm Gà Mổ, có lẽ vì cái mặt rổ như tổ ông bầu của anh. Năm theo tôi mấy năm, ở bên đại đội trinh sát 46, khi tôi thôi làm đại đội trưởng để sang tiểu đoàn 2, anh ta đào ngủ rồi không biết sao, Năm Gà Mổ lại trở về, đến ban một trung đoàn trình diện, rồi cứ nặng nặc xin về tiểu đoàn tôi Tôi tiến đến bên năm Thấy tôi Đôi mắt anh sáng lên Rồi tiếp tục bị môi Nhảy những bước phạt nặng nhọc Tôi vừa với tay cầm lấy khẩu M16 của năm Vừa nói với ẩn Đại úy tha cho cậu ta Chút nữa cho cậu ta lên bộ chỉ huy tiểu đoàn trình diện tôi Năm gà mổ mồ hôi nhẹ nhãi bước vào Anh vừa chào tôi xong thì òa lên khóc Thiếu tá ơi Con vợ của tôi nó bỏ nhà theo thằng sắt rồi. Tôi như không tin vào tay mình. Rắc, thằng Trung úy Mỹ trai lơ làm cố vấn cho đại đội chính xác. Hồi năm 1968, các đại đội chính xác đều có một toán cố vấn hai người. Sau những lần hành quân, Rắc thường mặc bộ bà ba đen, loại của cán bộ xây dựng nông thôn, la cà xuống khu gia binh của đại đội, nhậu nhẹt đùa giỡn với cả vợ con lính. Chắc từ đấy nó đã gặp vợ của Năm. Cô em gái hậu phương có chiếc răng khẩn, tình địch của nhiều bà trong trại, là nguồn cội của những cơn ghen bốc lửa của Năm gà mổ. Nhưng nó đã về nước cách đây mấy năm rồi mà. Thiếu ta ơi, tôi được phép 4 ngày, thì mất 3 ngày tìm đôi gian phu dâm phụ này để thanh toán, nhưng chẳng kiếm ra. Còn một ngày tôi phải đem sắp nhỏ về Vĩnh Long nhờ nội nuôi giùm Tôi đã trễ mất gần 24 giờ phép. Nói sao ông ẩn cũng không nghe, phạt tôi nữa chứ. Tôi biết năm không nói dối. Tôi gọi đại úy tạc. Ông làm cho chú này một cái giấy phép thường niên. Tôi quay sang phía năm gà mổ. Cho chú mày về, để lo cho mấy đứa nhỏ. Khi hết phép thì lên thẳng lai kê. Thôi đi đi, tôi sẽ báo cho đại úy ẩn sau. Chợt nhớ ra tính nóng nảy và thô bạo của năm Tôi vỗ vai phủ dụ Về lo cho mấy đứa nhỏ thôi nha Không được kiếm vợ gây sự nghe chưa Người ta đã hai lòng Tiểu đoàn tôi đến thế chỗ cho một tiểu đoàn biệt động quân Tôi nhận ra ngay viên trung tá tiểu đoàn trưởng Tôi giơ tay chào Chào niên trưởng Giọng anh ta cười vang <cười> Cậu khóa 21 phải không? mình gặp nhau ở Campuchia nhiều lần rồi mà, lần này găng đấy nhé. Anh kéo tôi về phía một gò mối. Bây giờ như thế này, vùng bên trái từ quốc lộ 13 ra phía đường rầy xe lửa là khu vực trách nhiệm của cậu. Bên phải đường là một chiến đoàn của thằng 18, phía địch trước mặt là suối tàu ô, lệnh trên là phải chiếm bằng được mấy cây cầu ấy. Nhưng cả tháng trời rồi, mà hai cánh quân bên này và bên kia đường vẫn ì ạch chưa lên được 200 mét. Anh giơ tay xem đồng hồ. Lát nữa, cậu sẽ gặp ông tướng đù mẹ bay thật cao ở trên trời. Tôi biết anh nói đến tướng Lê Minh Đảo. Tôi nói ngay. Tôi có giữ thuyết trình ở Lai Khê rồi. Tôi vừa nói chưa dứt câu thì một trận mưa pháo ào ào tới có cả tiếng súng nhỏ từ trong mé rừng bên trái. Anh Thúy, tên của viên trung tá tiểu đoàn trưởng hét trong máy. Gọi cho thằng Lai Khê và chân thành phản pháo ngay, chỉ rút khi có đơn vị bạn đến thay mà thôi. Anh kéo tôi xuống một hố bom. Bây giờ như thế này, cậu cho từng đại đội lên chân thành, xuống xe vào vị trí thay cho đại đội của tớ. Lính của tớ sẽ ra những xe chở quân của cậu, chạy về Lai Khê, ở đây sẽ có đoàn xe quân vận 4 chở bọn tớ về miền Tây cứ thế lần lượt. Cuộc đối quân diễn ra trong khoảng gần một tiếng, khi còn một đại đội chót đang vào vị trí, đạn pháo và súng nhỏ của địch lại như mưa rào đổ xuống. Bỗng tôi nghe thấy chú hiệu thính viên hỏi lớn. Sao? Thẩm quyền mày bị thương rồi à? Sao? Sao? Tôi hỏi nhanh. Thẩm quyền nào vậy? Anh hiệu thính viên nói. Đại úy ẩn bị thương, ba thằng nhỏ của ổng hai lần tư tưởng rồi. Tôi đứng bật dậy, bắt tay Trung tá Thúy. Niên trưởng đi bình an, anh em còn sống còn gặp. Tôi nhảy xuống giao thông hào, đi nhanh về lô cốt nơi có bộ chỉ huy tiểu đoàn, đến một khúc quanh chiến hào. Tôi đứng lại khi thấy toán y tá đang khiêng ba cái băng ca đi ngược chiều. Tôi mở từng cái nón bông xô che mặt. Đến cái thứ ba, tôi như bị điện giật. Thằng năm gà mổ, cái mặt đầy những nốt rỗ, vỡ toan, đẫm máu. Ẩn băng ở cổ, băng ở tay, khập khiển đi sau. Tôi hét to. Tôi đã cho nó đi phép rồi, sao ông lại bắt nó đi hành quân thế này? Ông sẽ bị phạt vì tội bất tuân lệnh. Đại úy Ẩn nói như khóc. Thiếu tá ơi, nó cầm giấy phép rồi gấp lại bỏ vào túi, rồi khóc òa lên. Nó còn nói, người ta đã thương mình, thì mình phải xử đẹp mới được. Vả lại lúc này mà đi phép thì làm sao gọi là năm gà mổ. Tôi cúi xuống lần mở túi áo trận, tờ giấy phép đẫm máu, nhòe nhòe. Hình như chỉ còn hai con mắt của năm là còn nguyên vẹn để chờ cho tôi vuốt. Tôi nghĩ ngay đến hai đứa bé sinh năm một, đích chết tội nghiệp. Mắt bị thương của tôi thấy nhân nhất, mắt kia ướt lạnh. Tôi nhớ đó là ngày 8 tháng 6 rừng lá bên trái chạy tận đến cầu tàu ô nơi hỏa pháo của cộng quân bắn về phía chúng tôi đã trơ trụi lá phần vì bom đạn phần vì tiết trời đang hiu hắt vào thu năm 1995 tôi qua Mỹ trong chuyến tàu gần chót của diện HO khi tôi và gia đình lên hội IAS để làm những thủ tục hành chính căn phòng đợi gặp những người mới đến Mỹ bỗng một cánh cửa chính như muốn bật tung một người con gái cầm tập hồ sơ chạy ra giọng cô thản thốt thưa chú nào là nguyễn trọng hoàng ạ à? tôi ngạc nhiên đứng dậy gật đầu trước kia có phải chú ở sư đoàn 25 không tôi lại gật người con gái chạy vội đến tôi ôm lấy tôi ôm lấy vợ con tôi vừa khóc vừa nói chú hoàng ơi Cháu là con của hình văn năm, sư đoàn 25 đây này, đúng là chú rồi. Gia đình cháu qua Mỹ do dưỡng Stefan bảo lãnh, mẹ cháu vẫn thường nhắc về chú. Cô gái nói xong, quay phát vào. Để cháu gọi điện thoại, báo ngay cho mẹ cháu mừng. Tôi lấy tay dụi mắt, rồi bước ra phía cửa sổ. Khuôn cửa kính to rộng, nhìn ra một con đường hẹp những đám sương mù quấn quất bên hai hàng cây phong, lá đỏ trân trân. Nguyễn Trọng Hoàng